Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở chợ An Hữu của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang các bạn ơi. Hôm nay mình đến nhà của anh Nhàn nè. Anh có giao lưu một số gốc mai các bạn. Rồi dẫu đồng vô qua chi tiết cho các bạn xem. Anh em nào mà thích gốc nào thì mình có thể liên hệ với anh Vàng để mình giao lưu các bạn. Mỗi cây thì mình sẽ báo giá công khai luôn. Đầu tiên mà, đầu tiên một gốc phôi mai phong rất là cao mà, một cốt luôn nha. Cây này thì đóng bồ đế cũng tương đối là đều hết các bạn. Cái đem đem về lâu chưa anh Nhàn? Đem về 10 ngày anh. 10 ngày. Ở đây vị trí chính xác của mình là ở đâu anh Nhàn? Dạ, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Dạ. Cái này chiều cao khoảng nhiêu anh gốc này nè? Tầm khoảng 3 mét rưỡi anh. 3 mét rưỡi ha. Cái này mình thấy một bông chưa anh? Bông từ 8 đến 12 cánh anh. Dạ. Bông chùm ha anh. Bông chùm. 8 12 cánh là bông giáo ha. Đây các bạn. Cây này bồ đế nha. Đế đều rút luôn các bạn. Phong cao nha. Cây này bông đẹp nha các bạn. Một thân một cốt luôn. Thân lát lượng. Đây nè, cốt cành cũng lực nha. Cái này anh em giao lưu về anh em tạo tàn tán thành tàn thông các bạn. Ok nha. Không có phòng sẵn rồi. Quay lại bộ đế sơ bộ cho các bạn xem dòng đó. Đế đều tứ diện nha. Rồi anh Nhàn vô anh đo mấy em thông số này khoảng bao nhiêu anh? Dạ. Cái này mã số 1. 40 anh. Rồi 40 ha. Dạ. Rồi ok. Tầm 109 anh. 109 nè. Cây số 1 này mấy anh em muốn sở hữu là giá bao nhiêu anh nha? Giá 17 triệu anh. 17 triệu ha. Dạ. Mình bao có bao xếp cho anh em anh? Bao xếp 200 cây. Dạ còn xa hơn thì mình sẽ thương lượng lại. Thương lượng nha. Dạ. Rồi các gốc mã số 1 các bạn ơi, 17 triệu. Bao xếp cho anh em 200 cây số. Còn anh em nào ở xa thì mình liên hệ với anh Nhàn để mình thương lượng lại cái phí xếp các bạn. Một cây phong rất là cao nha. Bông đẹp nha các bạn. Đế đều luôn. Thân lát lượng. Rồi tiếp theo. Qua cây mã số 2 các bạn ơi, cũng là một cây mai tài nha. Cây này đế khá là lực các bạn. Tứ diện có hết nha. Mình quay sơ bộ cái bộ tàng trên cho bạn xem. Cái này chiều cao khoảng nhiêu anh nha? Tầm khoảng 2 mét rưỡi anh. 2 mét rưỡi. Tán ngang khoảng nhiêu anh? Ngang khoảng 2 mét. Cái này anh nhà anh có rút sơ sơ rồi các bạn. Thành tàng thông nha. Cái này mặt bông sao anh? 8 đến 12 cánh anh. Bông chùm các bạn, 8 12 cánh nha. Cái này anh biết có khoảng bao nhiêu năm chưa anh nha? Cái này trên 30 năm anh. Đây các bạn. Quay bộ đế các bạn xem nè. Nó còn anh. Cái tàn mình ít khui ha. Sợ suy cây. Đây rồi. Đế lực kìa. Đế lớn nè. Rồi vô anh đo thông số gốc này thử bao nhiêu anh. Anh. 49 ha. Rồi ok. Đâu anh đo thử thoát thân bao nhiêu anh nè. Thân là 45 anh. Là 22. 22. Nó lên khoảng 2 tấc mấy các bạn. Bắt đầu đâm cây 3 tược các bạn. Tam tài nha. Cây tàn. Cây này gì anh em trồng các bạn. Tàn tán nó ra là ok các bạn. Cái phong tàn nó cũng đều nha. Bông thì bao đạp cho anh em luôn. Cây mã số 2 này nếu anh em muốn sở hữu là giá bao nhiêu anh nha? Giá 15 triệu anh. 15 triệu ha. Dạ. Mình vẫn bao xếp cho anh em 200 cây số anh. Dạ 200 cây số. 15 triệu các bạn ơi, bao sống bao xếp cho anh em 200 cây số. Tiếp theo các bạn ơi, gốc mã số 3 nha. Anh nhà em đã lưu với anh em một gốc mai chiếu thủy. Chiếu thủy gì anh? Dạ lá chung anh. Lá chung ha. Dạ. Cây này có tầm khoảng bao nhiêu năm rồi anh nhà? Cây này tầm khoảng hơn 20 năm anh. Em đâu anh xem vòng cho các bạn xem anh. Này lại mua nó nằm ở trong cái lu. Trong lu ha. Dạ. Đây các bạn. Bộ đế này hết hồn luôn nha. Mình em trọng cho anh em xem. Rồi anh đo thông số đi anh Nhàn ơi. Thông số trọng cho các bạn xem coi. Cây đang sống sức sống mạnh mẽ nha. Đang nằm tược lên ha. Là, dạ 28 anh. 28 hoành ha. Dạ. Rồi. Anh đo chiều cao với hoành đế luôn anh. Thông chiều cao là mình đo từ được 23. 23 ha. Rồi dạ. Anh đo tổng quần đế luôn anh. Dạ
150 anh. 150 ha. Dạ. Cây này anh em muốn sở hữu là giá bao nhiêu vậy anh nhỉ? Giá 2 triệu rưỡi anh. 2 triệu rưỡi ha. Bán tại vườn. Bán tại vườn ha. Xếp anh em mà thỏa thuận. Tiếp theo các bạn ơi, một cây mã số 4 nè. Đây quay tổng thể cho các bạn xem. À, anh vàng quay vòng các bạn xem nha. Để tương đối các bạn, đều tứ diện nha. Cây này thấy nó già, nó già nu quá. Cây này có khoảng nhiêu năm rồi anh nha? Cây này tầm trên 20 năm anh. Đây bạn, cốt cành lực nha. Đo đo thông số chiều cao đó các bạn nha. Sáu mươi anh. Rồi anh đo số hoành coi như mà. Ba mươi rồi, ok nè. Đây bạn quay một vòng lại cho các bạn xem cái bộ đế nha. Nó làm như nó lâu lâu đâu, cái nó là cục cục vậy ha. Đây là cái gì anh? Hiện tượng gì anh? Xù mình giống như trứng lọc luôn. Đều nó rễ đều có hết. Đây ha. Đây các bạn, cái này mặt bông nó sao nha? 8 đến 12 cánh anh. Yeah. Cây giáo anh. Cây giáo. Giáo zin ha. Rồi cây mã số 4 này anh em muốn sở hữu là giá bao nhiêu nha? Dạ 3 triệu rưỡi anh. 3 triệu rưỡi ha, mình có bao xếp cho anh em không anh? Bao xếp 200 cây anh. Rồi, bao xếp anh em 200 cây số, 3 triệu rưỡi các bạn ơi. Một cây giáo zin nha, đế đều nha. Rồi, một cây mã số 5 nha. Một phôi mai nha. Cái này đế nằm lưu hay là đế thiên nhiên anh? Đế lưu anh. Đế lưu ha. Bạn, đế quái nha, đế đều hết luôn. Sổ xuống. Một cây rất là già nua các bạn, thấy mình thấy nhiều điểm nó lên cục cục rồi bạn. Đây, cái này mặt bông nó là sao anh nha? Dạ, 8 đến 12 cánh anh. 8 12 cánh anh. Dạ. Rồi anh quay một vòng cho các bạn xem bộ đế anh. Đây các bạn, cái này nó không cao không bạn. Rồi đo thông số được bao nhiêu anh nha? Dạ, 26 anh. 26 ha. Rồi anh đo chiều cao luôn anh. 37 ha. Rồi anh đo cái quần đế luôn anh. Rồi ok nè, cây đang lên tược các bạn. Cái này em đem gì được mấy ngày rồi anh? Tầm 10 ngày anh. 10 ngày ha. Đế đẹp quá. Này có phong sẵn anh em tạo bonsai lùng lực nha. Cây này có tầm khoảng bao nhiêu năm anh? Cây này tầm khoảng hơn 20 năm anh. Hơn 20 năm ha. Rồi cây mã số 5 này nếu anh em muốn sở hữu là giá bao nhiêu nha? 2 triệu 7 anh. 2 triệu 7 ha. Dạ. Là mình có bao xếp hay là mình bán tại vườn anh? Bán tại vườn anh. Còn xếp thì anh em mình thỏa thuận. Dạ, 2 triệu 7 các bạn ơi. Cây mã số 5. Theo các bạn ơi, một cây mã số 6. Đây một cây mai xù, cái này xù không bao nhiêu phần trăm anh nha? Dạ xù 100% luôn anh. À. Cây này tuổi đời nó khoảng bao nhiêu năm rồi anh? Này là trên 30 năm anh. Dạ. Cây này cái rễ hay là cái cây lên anh? Là cái hột, cọc của hột. Lúc trước cái hột ha. Dạ. Đây bạn, cái cây cái thân nó rất là già luôn các bạn. Lên xù toàn thân luôn nha. Gai nhánh luôn nè. Cây này anh tạo thành phẩm rồi. Này mặt bông sao anh nha? Dạ, 8 đến 12 cánh anh. Dạ. Bông là anh báo là từ 8 12 cánh bạn. Bông tết chắc đẹp lắm anh. Dạ. Cái nem vô nhôm này là lâu chưa anh? Mới vô lại anh. Ra vô lại. Còn quay đế cho bạn xem bạn. Một cây khá là độc đáo nha. Tuy nhỏ nhưng mà rất là già cây các bạn. Rồi đo thông số của bạn nhiêu anh? Xù cục cục luôn ha. Cây này thích hợp cho anh em để bàn nha. 17 của anh. 17 rồi ok nè. Còn đo chiều cao của anh. tám mươi lăm ha. Dạ. Rồi ok nè, đế là ok các bạn. Cây này anh em nào mà mình nhà mình không rộng bạn, văn phòng đó anh em về chơi mình kiến thức lưu được ok các bạn ơi. Một cây rất là độc đáo nha, tuổi đời hai mấy ba chục năm rồi. Cây này nếu mà anh em muốn sở hữu là giá bao nhiêu vậy anh nha? Dạ giá 15 triệu anh. 15 triệu ha, mình có bao xếp cho anh em được không anh? Dạ bao xếp tặng chậu luôn anh. 200 cây số. Bảy là một cây mai xù các bạn ơi. Cây này xù không bao nhiêu phần trăm anh nha? 60% à. 60% à. Đây các bạn. Cây mai xù mà đế vậy là cũng khá là ok các bạn. Đế tương đối kìa. Rất là ok nha. Cái cây này thì nó đang đâm tược lên mạnh mẽ các bạn. Sống khỏe. Đây các bạn. Cốt cành thấy tương đối nha. Cái này chiều cao khoảng nhiêu anh nha? Dạ, em cho anh em xem nha. Dạ, 40 anh ạ. 40 ha. Rồi. Dạ. Anh đo số hoành là bao nhiêu anh? 29 anh.
29 ha. Dạ. Rồi, cái này mặt bông sao nha? Dạ 5 đến 9 cánh ha. 5 đến 9 cánh ha. Dạ. Rồi cái mai xù này anh em muốn sở hữu là giá bao nhiêu vậy anh nha? Giá 5 triệu anh. 5 triệu ha. Dạ. Là mình có bao xếp cho anh em không anh? Bao xếp 200 cây anh. Bao xếp 200 cây cho anh em giá 5 triệu các bạn. Lô mai xù nha.